Vâng, chào mừng anh chị và các bạn đến với cái video này. Trong video này, Trần Toàn sẽ giúp các anh chị bỏ cái phần thằng chat fill đi. Bỏ cái thằng chat fill đi khi mà khách hàng vào chat với chúng ta ấy, nó hiện lên cái phần chat fill ấy, rất là ức chế. Đây, bỏ cái phần này đi. Vì bình thường khi mà anh chị chat ấy, ở trên phần máy tính thì không sao. Nhưng ở trên phần di động thì nó có hiện ngay cái phần được tạo bởi chat fill này. Thì bây giờ Toàn sẽ bỏ nó đi. Bỏ nó đi để khách hàng vào chúng ta không bị cái này. Và nếu mà bị như thế này thì nó xảy ra mấy hiện tượng. Việc đầu tiên là gì ạ? Khách hàng biết ở đây là bot. Và tiếp theo nếu mà họ nhỡ tay họ kích nhầm vào đây thì điều gì xảy ra? Kích nhầm vào đó thì một cái thông điệp này nó xảy ra, nó sẽ hiện lên và khách hàng rất là ức chế. Khách hàng rất là ức chế. Và việc chúng ta sẽ là bỏ cái đấy đi. Bỏ cái phần này đi. Và sẽ bỏ phần này đi với anh chị, bỏ phần này đi. Thì bỏ đi thì nó sẽ giống như này của Trần Toản. Thì fanpage của Trần Toản nó giống đâu rồi? Đây. Nó giống như này của Trần Toản thì nó chỉ có chữ bắt đầu thôi. Thì việc bỏ đi như thế nào, thì việc đầu tiên muốn bỏ đi thì anh chị sẽ vào gì ạ, Facebook automation.net. Anh chị sẽ vào Facebook automation.net và việc chờ của nó. Rồi bây giờ bỏ nó đi như thế nào, ví dụ bây giờ Toàn muốn bỏ của thằng áo thun stylist này đi thì Toàn sẽ vào đâu? Bước đầu tiên là vào cái để xin chỉnh sửa này. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ vào gì ạ? Ở Confino này. Rồi, ok. Thì bây giờ chúng ta sẽ để ở ngôn ngữ nào? Chúng ta bỏ ngôn ngữ nào? Chúng ta dùng ngôn ngữ nào? Thì toàn thường là xóa ngôn ngữ này đi. Toàn dùng ngôn ngữ, tất cả các ngôn ngữ này. Thì ngôn ngữ nào nó sẽ hiện? Đây, nó sẽ hiện cái này đúng không ạ? Thì việc bây giờ muốn bỏ nó đi thì chúng ta sẽ phải làm mấy việc như sau. Việc nó sau. Chúng ta phần bỏ mua hàng này chúng ta sẽ cho vào đây. Ví dụ, phần bắt đầu này chúng ta sẽ làm sắp. Đã. Và việc chúng ta giờ chứ gì vào đây, chúng ta nhấn vào đây. Lấy phần mua hàng này chúng ta không cần thiết thì chúng ta xóa nó đi. Đây, và chúng ta nhấn vào đây, thì nó mo tu bắt đầu này. Thì nó sẽ đưa vào trong này rồi. Và bây giờ thì mọi người vào trong bắt đầu này. Mọi người có thể gõ thêm cái gì? Có thêm website của mọi người nữa. Ví dụ shop, địa chỉ shop chẳng hạn. Hoặc là shop. Và trong này chúng ta đưa nó họ vào, họ khách hàng vào thun.vn. Ví dụ như vậy thì là anh chị sẽ đưa nó vào và việc của mình là sẽ xong. Ví dụ khi xong cái này rồi thì chúng ta vào, chúng ta sẽ thử xem nó được chưa, thử nó sẽ được chưa. Rồi, bây giờ khách hàng vào thì nó đã không còn cái đấy rồi. Và trên điện thoại di động thì cũng rất là chúc mừng với anh chị, nó sẽ không còn nữa. Trừ khi khách hàng đã nhấn vào bắt đầu, nó chứng khách hàng lại nhấn vào đây thì các bước này thì khách hàng sẽ không bị nhấn nhầm nữa. Và việc chúng ta là còn rất là đơn giản. Rồi, cảm ơn anh chị đã xem cái video này. Chúc anh chị thành công.